Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Làm. Vì chúng ta chẳng những chỉ được phước cho người Việt Nam mà thôi, mà Chúa muốn dùng chúng ta để có thể qua chúng ta mà sự hiện diện quyền năng của Chúa sẽ đổ xuống ở trên thành phố Houston này. Rồi nhiều công việc kỳ diệu sẽ xảy ra nữa. Chúa ngài sẽ làm. Và cái âm hưởng của nó sẽ tràn về Việt Nam. Và chỉ trong vòng 4 năm, tất cả những ước mơ mà chúng tôi có cho Việt Nam sẽ được ứng nghiệm. Thưa anh chị em, tôi có ước mơ lớn lắm cho Việt Nam của chúng ta. Cho nên tôi tin rằng thật là đặc ân cho chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận và để Chúa ngài làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Sáng hôm nay tôi mời Hội Thánh chúng ta sẽ cùng suy nghĩ lại về một đề tài mà tôi tin rằng lần này chúng ta nghe, chúng ta được nhắc nhở, nó sẽ ý nghĩa hơn cho chúng ta rất nhiều. Vì trước đây chúng ta học như là một mơ ước, bây giờ thì chúng ta thấy đang diễn ra ở trong đời sống của chúng ta và Hội Thánh của Chúa. Đề tài mà tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay đó là dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Anh xem có bây giờ thắc mắc là dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa có nghĩa là gì không? David thì dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa như thế này. Ông ghi trong Thi Thiên thứ 27 câu 4: Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều. Chắc chắn là ông có nhiều điều ông xin, nhưng mà đối với việc này thì ông nhấn mạnh đây là cái điều quan trọng nhất. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và câu hỏi trong đền của Ngài. Một điều mà ông đeo đuổi trong đời sống của ông, đó là ông muốn được trọn đời được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va, được ở trong sự hiện diện của Chúa. Thế tại đó ông có thể nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và câu hỏi trong đền của Ngài. Và trong một hoàn cảnh đặc biệt, Đức Chúa Trời đã đáp lại tiếng kêu của tấm lòng của vua David với sự giúp đỡ của một người khác nữa tên là Obed-Edom. Và chúng ta thấy những điều dạy dỗ cho chúng ta ngày hôm nay đến từ hai tấm lòng sẵn lòng và khao khát được nghênh đón, được tiếp rước, được cơ hội để dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Thật là phước hạnh cho chúng ta. Và tôi tin rằng những lời tiên tri mà Chúa ngài nói rằng ngài sẽ đến trên thành phố Houston này và ngài đến xuyên qua người Việt Nam của chúng ta, nó tùy thuộc vào những gì chúng ta sẽ nghe và đáp ứng lại với sứ điệp ngày hôm nay. Cho nên rất là quan trọng. Tôi cầu nguyện rất nhiều và xin Chúa ngài đến và chính ngài sẽ phán dạy với mỗi tấm lòng của chúng ta, để chúng ta sẽ thật sự trở nên những người sẽ nói thưa với Chúa một cách hết lòng như David ở đây. Đó là con muốn tiếp rước sự hiện diện của Chúa, con muốn dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của con, cho gia đình của con, cho hôn nhân của con, cho con cái của con, cho Hội Thánh của Chúa, cho thành phố này và cho đất nước Hoa Kỳ này, cũng như quê hương đất nước xứ sở của con. Xin Chúa ngài ban phước. Chúng ta biết rằng bối cảnh của câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ học, thì một ngày kia sự hiện diện của Chúa quá nóng bỏng đến độ là không thể đến gần được. Vua David đã khám phá một cái bài học hết sức là khó khăn, đó là con người của chúng ta, và nhất là trong lúc bây giờ ở trong Cựu Ước, chưa được công việc của sự cứu chuộc của Đức Giê-xu giải quyết về tội lỗi, chúng ta phải tôn thánh sự hiện diện của Chúa. David có một cái ý định rất tốt. Ông muốn mang rương giao ước của Đức Chúa Trời về Jerusalem để sự hiện diện của Đức Chúa Trời cùng với sự ngợi khen thờ phượng có thể là trung tâm của Israel cho tất cả một sinh hoạt của họ. Ước mơ rất là tốt lành. Nhưng đáng tiếc là David trong lúc bây giờ, ông đã đi theo đường lối của thế gian. Ông bắt chước cách của người Philippines. Nếu chúng ta trở lại với Samuel thứ nhất chương 6, chúng ta biết rằng dân Philippines khi thấy tiếng reo hò của dân Israel, mà họ reo hò đến độ là đất rúng động, có một cái cơn động đất, một cái địa chấn xảy ra. Mà đứng lên và nói rằng chúng ta phải chiến đấu cho bằng được.
Và ngày hôm đó họ đã giết 30.000 người Israel. Và họ đã chiếm luôn cái rương giao ước. Và khi họ mang rương giao ước này về thì đi đến đâu, Đức Chúa Trời trừng phạt những người Philippines ở đó. Đến đầu họ mang vào trong đền của thần của mình là thần Đạt Gôn, đặt cái rương giao ước ở tại đó. Thì thần Đạt Gôn cũng không đứng nổi, cái tượng đó, nó cũng không thể nào đứng nổi ở trong sự hiện diện của Chúa. Người ta khám phá ra sáng hôm sau, kể từ lúc cái rương giao ước được để trong đền của thần Đạt Gôn, Đạt Gôn ngã sắp mặt xuống. Thì họ lầm cầm hội dừng đấy. Thần mà phải nhờ con người đỡ lên, bởi vì nó là thần tượng. Ngày hôm sau trở vào thì thấy lần này Đạt Gôn chẳng những ngã sắp mặt xuống mà gãi cổ, rồi gãi tay, gãi chân, cuối cùng chỉ có cái mình thôi. Thì sự hiện diện của Chúa. Còn dân Philippines thì rương giao ước này đi đến đâu thì họ bị bệnh trĩ, họ bị ung bướu, và nhiều điều đã xảy ra khiến cho họ hoảng sợ. Cho nên họ nói rằng, họ kêu gọi tất cả các quan trưởng của các địa hạt ở trong xứ của họ và hỏi những người đồng bóng là cách nào để có thể trả cái rương giao ước này lại, bởi vì họ tưởng đâu đây là một cái chiến lợi phẩm họ có thể cướp được. Họ muốn cướp sự hiện diện của Chúa đã từng ở với dân Israel đó, bây giờ kéo qua xứ của họ. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng họ đã làm công việc, họ đóng một cái cổ, một cái chiếc xe để cho bò kéo, cho đẩy rương giao ước lên đó. David khi ông rước rương giao ước của Chúa về Jerusalem có ý định tốt, nhưng mà cái cách sai lầm. Ông cũng đem một cái chiếc xe bò kéo nữa đến và để cái rương giao ước đặt ở trên xe kéo đó. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng cái cách vận chuyển rương giao ước này không phải là ý định của Chúa và không theo như kế hoạch của Chúa. Thì kết quả là có một thanh niên công thiện chí ở trong đội của David đã mất mạng. Vì khi thấy con bò nó sụp chân, rương giao ước suýt ngã xuống, thì Usa đã lấy tay đỡ lên và ông ngã chết tức thì. Vì rương giao ước đó là nơi mà Chúa Ngài đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài trên nắp thi ân, ở giữa hai cánh của thiên sứ Seraphim ở trên nắp thi ân đó. Và dù Usa có thiện chí, David có thiện trí, nhưng mà không thể nào khinh lờn điều Đức Chúa Trời Ngài đã bảo, đó là họ không được rờ chạm đến rương giao ước mà không được xem thường sự thánh khiết của Chúa. Cho nên Usa chết tức khắc. Lúc giờ David khủng hoảng, ông sợ quá, ông buồn bã, ông bối rối, và ông không dám tiếp tục để rước rương giao ước về Jerusalem. Và ông đã làm một công việc, đó là ông mang đến nhà của Obed-Edom và ông gửi rương giao ước tại đó. Chúng ta có thể đọc toàn câu chuyện ở trong Samuel thứ 2 chương 6 và chúng ta thấy tất cả những chi tiết đó. Nhưng mà điều mà chúng ta tập trung vào ngày hôm nay đó là điều gì xảy ra khi Obed-Edom giành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Chúng ta tin rằng theo như câu chuyện diễn biến thì việc nó nhanh quá. Ông chắc là không có tình nguyện đưa tay lên nói rằng xin đem rương giao ước đến nhà của tôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi vua David chỉ thị công việc đó thì Obed-Edom đã đón nhận. Và từ khi Obed-Edom mở cổng và nhà của mình, vua David đã mang rương giao ước vào. Cùng với rương giao ước này là vinh quang và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thánh ghi lại cho chúng ta kết quả thật là lạ lùng. Có nhất là 5 điều mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta cùng nhau rút tỉa, áp dụng cho bối cảnh của chúng ta, cho cá nhân của chúng ta, cho thành phố Houston này và cho những điều tiên tri mà chúng ta đã nghe ở trong những ngày qua. Thứ nhất, đó là phước lành cá nhân cho tài sản và gia đình của Obed-Edom. Chúng ta xem ở trong Samuel thứ 2 chương 6 câu số 11. Như vậy, hồng giao ước của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom người Cát. Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và mọi vật thuộc về người. Khi ông mở cửa nhà của mình để rương giao ước của Chúa có thể để ở trong nhà của mình,
Khi Obed-Edom rước sự hiện diện của Chúa thì mọi thứ và mọi người ở trong cuộc đời của Obed-Edom đều được Chúa chạm đến và ban phước. Thật là tuyệt vời. Kinh Thánh không cho chúng ta biết rằng Obed-Edom đã làm bất cứ một điều gì để có được ân phước này. Không có thêm lời cầu nguyện hoặc là kiêng ăn. Cũng không cần phải làm việc khó nhọc gì thêm lên để nhận được ơn của Chúa. Cũng không có nghi lễ tôn giáo. Cái điều duy nhất mà ông đã làm đó là ông sẵn lòng đón rước sự hiện diện của Chúa. Tôi chia sẻ sứ điệp này với một cái ước mơ và một lời cầu nguyện. Là nếu trong 40 ngày qua, có ai đó trong chúng ta, các anh chị em vì hoàn cảnh hay là chúng ta chưa biết cái giá trị, chúng ta chưa nhóm lại với hội thánh của Chúa trong những giờ chúng ta cậy ơn Chúa để bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Xin cho Chúa ngày làm việc để bài giảng này, sứ điệp này sẽ kéo anh em đến. Để anh em sẽ cùng với hội thánh, bởi vì cảm ơn Chúa vì một số đông các anh chị em của chúng ta đã kinh nghiệm. Đến độ ban đầu thì chúng ta chỉ ước mơ là đi được 21 ngày. Nhưng mà 3 ngày đầu thôi thì Chúa ngày đã làm tung lên hết tất cả những gì mà chúng ta trước đây chúng ta kể rằng đó là ổn thôi, không có gì. Mà Chúa ngày chỉ ra những điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị để có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Để có thể, tôi dùng cái chữ gọi là đón rước. Ở đây, trong tiếng Anh thì chúng ta thấy họ có thể dùng một cái ý, một cái chữ mà ý nghĩa của nó rất là đơn giản. Nhưng mà tôi dùng cái chữ chúng ta đón và chúng ta rước sự hiện diện của Chúa. Thì giống như là cái cô dâu đón rước chú rể đến để rước mình đi. Vì ngày cưới đã đến. Có một sự long trọng, có một sự chuẩn bị. Và khi chúng ta muốn dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời chúng ta, trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cần phải dọn dẹp. Và lời của Chúa cho chúng ta biết là hôm nay sự hiện diện của Chúa đang ở trong chúng ta. Vì chúng ta trở nên đền thờ nơi Chúa ngự, nơi Thánh Linh của Chúa đang ngự. Cho nên chúng ta ngày hôm nay là hình ảnh của căn nhà của Obed-Edom năm xưa. Rương giao ước chính là biểu tượng của sự hiện diện của Chúa và Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta. Và khi Ngài đến và những phước hạnh mà Chúa Ngài bày tỏ ra trên cuộc đời của Obed-Edom và cả gia đình của ông, thì chúng ta thấy ông từ một con người không ai biết trở nên một người vĩ đại. Chẳng những ông mà cả con cháu của ông được Đức Chúa Trời sử dụng một cách lớn lao, ban phước một cách lạ lùng. Có thể nói rằng giá trị gấp ngàn lần hơn những gì mà Obed-Edom đã có trước đó, bởi vì sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà để có thể tiếp rước sự hiện diện của Chúa phải có sự chuẩn bị. Giống như chúng ta khi chúng ta chuẩn bị để đón tiếp khách, thì chúng ta không thể nào để cái nhà của chúng ta nó dơ bẩn, nó bề bộn được. Chúng ta dọn dẹp, chúng ta chuẩn bị. Phải không các anh chị em? Có nhiều người trong chúng ta không dám tiếp khách, không dám mời hội thánh đến nhóm ở nhà của chúng ta, bởi vì nhà chúng ta dơ quá. Chúng ta xấu hổ. Và chúng ta lại không giải quyết, và chúng ta cứ để cái xấu hổ đó nó tiếp tục, và chúng ta đánh mất cái phước hạnh mà đáng lý chúng ta có khi chúng ta mời hội thánh đến để nhóm lại ở nhà của chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta. Chúa cũng vậy, anh chị em. Ngài khi Ngài đến đó, thì phước của Ngài, Ngài mang theo với Ngài cả thiên đàng vào nhà của chúng ta, cả thiên đàng vào đời sống của chúng ta. Tất cả quyền năng của thiên đàng Đức Chúa Trời Ngài giấu ở trong sự hiện diện của Ngài. Khi Ngài bước vào, nếu chúng ta mở lòng ra dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa, thì không có chỗ nào để chứa nổi hết. Nó phải trào ra. Nhưng mà chúng ta có thể không có sự chuẩn bị. Tội lỗi giấu kín ở trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta làm theo kiểu của một số người thì dọn dẹp nhưng mà không đem bỏ, đổ bỏ. Nhưng mà dọn để cho khách tới nhà mà họ ghé thăm chúng ta 5-10 phút á, thì chúng ta có thể qua mặt họ được. Tôi mở tủ quần áo, mở những cái closet chúng ta tống vô đó đầy hết. Và khi họ đến họ đòi mở cái cửa đó, mình phải chạy đến mình chặn mình, nó đừng đừng. Thì mở ra có thể đổ trong, nó đổ ra đè họ. Hay là chúng ta
dọn dẹp chúng ta, đẩy xuống gầm giường, chúng ta giấu chỗ này, chúng ta giấu chỗ kia. Cái đó có thể họ đến họ thăm chúng ta 5-10 phút rồi họ đi. Họ đi xong thì chúng ta lại mở tủ, chúng ta mang nó ra trở lại. Bởi vì đó là lối sống của mình. Nhưng mà nếu họ ở lâu hơn thì có vấn đề. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đối nói về, về hình bóng của sự hiện diện của Chúa. Chúa có thăm viếng trên dân sự của Chúa từng hồi từng lúc. Nhưng mà để chúng ta có thể ở trong sự hiện diện của Chúa lâu dài như David ao ước, ông nói rằng muốn cả trọn đời của ông được ở trong nhà của Chúa, được ở trong sự hiện diện của Chúa trọn đời, thì phải giải quyết những chuyện chúng ta gọi là giải pháp tạm thời, là dồn hết vô trong tủ, nó không ổn nữa. Muốn hoan nghênh sự hiện diện của Chúa dài lâu trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải dọn cho thật sạch. Vì Ngài là Thánh Linh, Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối. Và nếu chúng ta không có sự hoan nghênh và đức tin để chúng ta đón nhận dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa, thì sự như dân Philippines, họ kinh hoàng đến độ họ là phải tìm cách để trả về càng sớm càng tốt. Vì họ tưởng tới rằng họ có cái rương giao ước thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng họ như ở cùng dân Israel đó. Nhưng mà việc nó không theo cái nguyên tắc đó. Vì sự hiện diện của Chúa chúng ta không có tìm cách để chúng ta cướp giật để đem về nhà của mình. Nhưng mà là một cái tấm lòng rộng mở ra để chúng ta mời Chúa. Và dành cho Chúa cái vị trí quan trọng nhất. Ngài là người khách quý trong nhà của chúng ta. Nếu chúng ta dành chỗ cho sự hiện diện của Ngài, Ngài là người khách quý ở trong cuộc đời của chúng ta. Và cái mức độ chúng ta dọn dẹp nhà cửa của mình, nó sẽ nói lên chúng ta quý cái người khách đó cỡ nào. Phải không chị không? Nếu là một người khách quý và chúng ta thật sự mong đợi cái giây phút để chúng ta có thể đón chào họ đó, mình có thể mua dĩa mới, nĩa mới, muỗng mới nữa. Tại vì mình muốn rằng họ cảm nhận được là mình thật lòng hoan nghênh họ đến để ở nhà của mình. Kinh Thánh có nói đến nhiều cái hình bóng về việc chúng ta chuẩn bị để Chúa đến. Để Chúa Ngài sai những con người để đi dọn đường trước cho Chúa. Những chỗ nào mà sủng thấp, đổ đất lấp đầy lại. Những cái chỗ gồ ghề cao lên của sự kiêu ngạo, đẻo nó xuống. Để con đường sẵn sàng dọn đường cho Chúa đến. Và chúng ta thấy điều đó đã bày tỏ trong lời của Chúa. Obed-Edom, ở tại đây thì ông... Cái điều duy nhất mà chúng ta thấy ở tại đây đó là tấm lòng của ông bằng lòng để đón rước sự hiện diện của Chúa. Và tôi tin rằng khi rương giao ước của Chúa ở đó, nhất là sau khi ông thấy và nghe điều mà Usa đã ngã chết một cách gọi là thình lình như vậy, tức tưởi như vậy, thì chắc là lời nói của ông bà Obed-Edom nói chuyện với nhau, chắc là họ sẽ giữ. Bởi vì sự hiện diện của Đức Giê-hô-va đang ở trong nhà của mình. Cách sinh hoạt, cách sống của họ chắc cũng khác. Vì họ nhận biết có sự hiện diện của Chúa. Và tôi dùng cái chữ nhận biết tại đây rất là quan trọng anh chị em. Vì Chúa Ngài đang có mặt tại đây. Sự hiện diện của Ngài có trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà Ngài không tự do hành động cho đến khi chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa. Và bằng không thì chúng ta sẽ ăn nói và chúng ta làm như là Chúa không có mặt tại đây. Và đó là lý do mà Chúa buồn và Ngài không tự do hành động hay là làm việc một cách tối đa như Ngài có thể làm trong đời sống chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta. Chúng ta phải nhận biết. Anh chị em để ý đến điều này. Trong những ngày sắp đến chúng ta sẽ chia sẻ và giúp đỡ cho anh chị em. Bởi vì Chúa Giê-xu đã làm xong hết tất cả những gì, những điều kiện cần thiết để chúng ta có thể rước sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta một cách dài lâu. Chúng ta có thể được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va để ngắm xem những điều tốt lành của Ngài suốt cả cuộc đời của chúng ta. Chúa Giê-xu đã làm xong hết rồi. Bây giờ công việc của chúng ta là nhận biết sự hiện diện của Chúa và chúng ta dọn dẹp đời sống của mình để xứng hiệp với sự hiện diện của Chúa. Vì Ngài chẳng những là vua của chúng ta, Ngài chẳng những là cha chúng ta, mà Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đấng đã dựng nên trời đất vũ trụ này. Mà Ngài đến nhà chúng ta đó, mà chúng ta khinh suất thì quá tệ. Chúng ta phải có sự chuẩn bị. Thứ hai chúng ta thấy khi Obed-Edom
đón tiếp sự hiện diện của Chúa, dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta thấy rằng tin đồn về sự tốt lành của Chúa đã lan truyền ra. Sự mình thứ 2 chương 6 câu số 12, người ta đến tâu với vua David vì hồng giao ước của Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà của Obed-Edom và mọi vật thuộc về ông ta. Vậy David đi rước hồng giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà của Obed-Edom về thành David một cách vui mừng. Trong bản truyền thống của chúng ta thì David liền, ông lập tức, ông muốn rước hồng giao ước của Chúa về thành của ông nhanh chóng. Chúng ta để ý tới đây, người ta đến tâu với vua David vì hồng giao ước của Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà của Obed-Edom và mọi vật thuộc về ông ta. Cảm ơn Chúa. Những câu này, câu chuyện này và những gì Chúa ngài làm trong cuộc đời của Obed-Edom được rao truyền khắp nơi. Thì người ta bắt đầu bàn tán về sự tốt lành của Chúa. Thì những lời bàn tán có thể nó diễn ra như thế này: sao anh chị có nghe chuyện gì xảy ra với gia đình của bác em Obed-Edom không? Kể từ khi rương giao ước được đặt ở nhà của ông ấy thì có những điều tuyệt vời. Có thể người ta nói khi ví dụ thu hoạch lần này của ông tăng gấp đôi, con gái của ông từng là hiếm muộn bây giờ bắt đầu nó có mang rồi đó. Và những người trong nhà của ông, luôn cả những bầy súc vật ở trong nhà của ông, tất cả đều bừng lên trong sự sống. Làm sao chúng ta biết điều đó? Vì dân số ký chương 28, Chúa ngài có hứa điều này với dân sự của Chúa. Nếu anh em thật lòng lắng nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh em ngày nay, thì Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ làm cho anh em trỗi vượt mọi dân trên đất này. Mọi phước lành sau đây sẽ giáng trên anh em nếu anh em lắng nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Anh em sẽ được phước ở trong thành cũng như ở ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể anh em, hoa quả của đất đai anh em, bầy con của đàn gia súc và cả chiên bò của anh em đều sẽ được ban phước. Cái rõ, cái thùng nhồi bột của anh em đều sẽ được ban phước. Anh em sẽ được ban phước khi đi ra cũng như lúc đi vào. Câu số 7, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nổi lên chống anh em, bị đánh bại trước mặt anh em. Từ một đường chúng kéo đến đánh anh em thì phải theo bảy đường mà chạy trốn khỏi anh em. Câu số 8, Đức Giê-hô-va truyền cho phước lành đến với anh em ở trong kho lúa, trong mọi công việc của tay anh em. Ngài sẽ ban phước cho anh em trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Nhưng mà tiếp rước sự hiện diện của Chúa, và Chúa ngài vui lòng, ngài bắt đầu ngài có cái cụm từ gọi là phước của Đức Giê-hô-va. Và khi phước của Chúa đổ xuống thì nói như vậy đó, từ trong nhà ra tới ngoài đồng ruộng. Và đây là điều mà chúng ta tin rằng sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúa ngài sẽ bày tỏ sự hiện diện của ngài tại đây với hội thánh mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại, với từng con cái của Chúa, gia đình của chúng ta, thì láng giềng chúng ta thình lình họ nói rằng: ô, những con người này là ai mà sao đời sống của họ nó có cái gì lạ như vậy? Trong lúc những người xung quanh khủng hoảng đối với là những điều xảy ra trong thế giới, thì họ như là những con người bình an sống ở một cái, họ thuộc về quyền công dân ở một cái nước nào đó. Cái tiêu chuẩn sống của họ, cái cách cư xử của họ nó khác quá. Và tiếng đồn vang ra, một trong những điều mà chúng tôi đeo đuổi và tin rằng nó sẽ sớm xảy ra cho chúng ta đó, tin tức về những gì Chúa ngài làm tại hội thánh của Chúa tại đây và đời sống của anh chị em sẽ kéo nhiều người đến. Họ sẽ muốn có cái điều mà chúng ta có. Họ sẽ giống như ông David đó, khi nghe người ta đến báo cho ông biết rằng: thưa vua, vua có biết chuyện gì xảy ra không? Trong 3 tháng qua từ lúc mà vua để cái rương giao ước ở nhà của Obed-Edom đó, thì bây giờ Đức Chúa, Đức Giê-hô-va đã ban phước trên ông và mọi vật thuộc với ông. David liền đi rước rương giao ước của Chúa về, ông nói rằng: tôi cũng muốn được kinh nghiệm điều này. Anh chị em thấy không? Khi chúng ta dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa và Chúa ngài ban phước trên chúng ta, tiếng vang về sự tốt lành của Chúa sẽ tràn ra. Không có gì nghi ngờ là trong những ngày sắp đến, người ta sẽ mang người bệnh đến đây. Điều là làm chứng của anh chị em, là làm chứng của Tùng. Tôi bị đau khuỷu tay 6 tháng, không cách nào để giải quyết được. Người ta còn khuyên là nên nghỉ để đừng có sử dụng cái khuỷu tay này. Đi vào nhóm lại với hội thánh, trong sự ngợi khen thờ phượng, trong sự hiện diện của Chúa, lập tức cái khuỷu tay của mình nó được lành. Chưa ai đặt tay hết. Con gái thứ nhì của tôi, Khánh An,
Không biết là vì công việc gì đó cổ rất là đau, không thể nhúc nhích được. Ở trong sự hiện diện của Chúa đang đứng ở hàng thứ ba, chỗ của các anh chị em ngồi đó, thì quyền năng của Chúa chạm đến và thần linh cháu có thể kiểm soát lại và thấy rằng đau nhức chấm dứt và cổ của mình có thể di chuyển. Trong sự hiện diện của Chúa có sự chữa lành. Làm sao để chúng ta có thể dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa dày đặc đến độ là người ta sẽ la lên, cái nhà thờ đó lạ lắm, tôi đi đến đó thì là thân thể của tôi mệt mỏi, nhưng mà bước vào đó nhóm với họ một lúc đi về là khỏe như uống thuốc bổ. Anh chị Đức Vân cũng đã kinh nghiệm điều đó. À thì ho sù sụ, không dám đến vì sợ lây anh chị em của mình. Và cuối cùng thì ở nhà 3 ngày chịu hết nổi rồi. Bởi vì ở trong sự hiện diện của Chúa tuyệt vời. Anh chị đã đến đây và chị làm chứng lại. Chị lên ở phía trước này chị đứng. Thì tất cả những cái triệu chứng của cảm cúm của mình nó biến mất hết. Vì Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va Ra-pha đã bày tỏ Ngài và danh quyền năng của Ngài cho chúng ta. Bao nhiêu sự chữa lành trong những ngày qua. Trong đại hội của chúng ta có một em sanh ra chân dài chân ngắn. Và cái xương hông của nó là trật khớp. Nó từ nhỏ cho đến giờ đi đứng rất là khó khăn. Em này đến với cha mẹ từ thành phố Utah. Trong sự hiện diện của Chúa, nó được lành tức khắc. Đúng lên kiểm soát là thấy chân của mình nó đều với nhau. Tìm đủ một cách để kiếm nó mà kiếm không còn nữa. Bởi vì nó đã mất rồi, Đức Chúa Trời Ngài đã hoàn chỉnh nó rồi. Anh chị em hình dung với tôi, khi mức độ của những lời làm chứng này cứ gia tăng, không phải là 10, 20, mà là 100, 200, thì thành phố Houston này người ta sẽ đem người bệnh đến. Khi chúng ta dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa và Ngài ban phước trên chúng ta, thì tin tức, tin đồn về những điều tốt lành của Đức Chúa Trời sẽ lan tỏa ra. Rồi sự giải cứu, có nhiều sự giải cứu hết sức là đặc biệt đã diễn ra trong những buổi nhóm. Những người có quỷ nó thét lên để rồi được giải quyết và nạn nhân được sự tự do trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong đại hội chúng ta đã thấy thì tôi tới của Chúa chỉ bước ngang một cái người có quỷ trong đó, bắt đầu là nôn mửa phóng ra, những cái ô trượt ở trong cô đã được giải quyết và cuối cùng cô đã được sự tự do. Anh chỉ muốn điều đó xảy ra cho đời sống của chúng ta mỗi ngày và hội thánh của Chúa không? Hãy dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Khi có sự hiện diện của Chúa, đời sống cá nhân của chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban phước đến độ Ngài cất nhắc chúng ta lên. Tôi tin rằng trong những ngày sắp đến, nhiều người trong hội thánh của Chúa tại đây chúng ta sẽ được thăng chức. Dù chúng ta có đi làm công đó, người ta cũng kéo chúng ta lên và giao chúng ta công việc cao hơn. Bởi vì Chúa nói rằng Ngài sẽ đặt chúng ta đứng hàng đầu. Và chúng ta đứng ở trên chốt chứ không còn đứng ở dưới đáy nữa. Amen anh chị em. Hallelujah. Và đó là điều mà lời của Chúa hứa tại đây. Rồi chúng ta sẽ thấy hoa quả đất đai của chúng ta. Anh chị em, luôn cả rau quả mình trồng ở sân hè của mình á, để nó sẽ phát triển đến cái độ mình nói, ủa sao vậy? Năm ngoái mình trồng cái dây bầu đó đó, nó chỉ ra có 10 trái à, năm nay nó ra 50 trái. Vì Chúa ban phước. Rồi bầy con của đàn gia súc của chúng ta, cả chiên lẫn bò, tất cả đều sẽ được ban phước. Mấy cái chuồng chim cút của các anh em mà đang trong những ngày qua có thấy nó đẻ trứng nhiều không? Gia đình của Marcus ăn không hết, phải nhờ các anh chị trong nhóm của mình đem bán giùm ở trong những cái tiệm làm móng tay. Và đây là điều mà tôi công bố dựa trên lời của Chúa, nó sẽ đẻ nhiều hơn nữa. Tại vì phước của Đức Giê-hô-va là như vậy đó anh chị em. Đến độ là mình nói rằng xài không hết, không thể chứa riêng cho mình được mà phải san sẻ ra cho những người xung quanh. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đón rước sự hiện diện của Chúa, những người xung quanh của chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt. Lời tốt lành về Chúa của chúng ta sẽ vang ra. Chúng tôi có cái ông láng giềng mà việc cha mẹ ông đặt tên của ông và ông đặt tên cho con trai của mình á, chúng tôi biết đây là gia đình có cái sự hiểu biết về Kinh Thánh. Ngày tôi
đang ra để coi cái sân vườn của mình. Ông nói rằng, tôi ước gì những người mà dọn đến ở trong khu xóm này giống như gia đình của ông bà. Tôi cười, tôi hỏi sao vậy? Hỏi từ lúc ông bà về đây đó, có để ý thấy cái khu xóm này nó bừng lên trong sự sống không? Wow! Đó là lời làm chứng mạnh mẽ nhất, phải không chị? Họ nhìn thấy chúng ta và nói rằng, từ lúc bạn dọn đến đây, khu xóm này nó không còn giống như xưa nữa. Còn trước khi chúng ta có sự hiện diện của Chúa, chúng ta dọn vô chỗ nào người ta sợ. Cái gia đình này mà đến đây đó là không cắt cỏ rồi để đồ chơi của con cái đầy ngoài sân đó, cái xóm này nó sẽ xuống giá. Chúng ta có thể chưa nghe điều đó, nhưng mà cộng đồng của người Hoa Kỳ tới đây, họ rất sợ những người Việt Nam dọn đến sống của họ. Vì chúng ta đã từng làm cho cái xóm nó tệ hơn. Mà khi Đức Chúa Trời Ngài ban phước, chúng ta có sự hiện diện của Chúa ở trong nhà của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trên con cái của chúng ta, thì không còn là tiếng nhạc đinh tai nhức óc của những ngày chúng ta nhậu nhạt, nhưng mà nghe những tiếng người khen. Vì đó là sinh hoạt của chúng ta. Và sự hiện diện của Chúa ảnh hưởng lan rộng ra ở trên cái khu xóm đó. Hình dung không phải một gia đình mà tất cả gia đình của chúng ta đều được Chúa Ngài ban phước trên mức độ đó. Thì hiếu sinh không cách nào có thể bịt tai nhắm mắt lại là không biết VBC hiếu sinh là ai và những gia đình này là gì. Amen. Thì Chúa Ngài sẽ đến trên thành phố hiếu sinh này mà Ngài đến xuyên qua người Việt Nam. Nhưng mà trước khi Ngài có thể đến xuyên qua người Việt Nam, có một lời tiên tri khác cặp theo, đó là Chúa Ngài muốn báo cho cộng đồng của người Việt Nam của mình, cơ đốc nhân Việt Nam của mình rằng Chúa sắp sửa làm xáo trộn đời sống của chúng ta. Những cái gì mà chúng ta quen làm, cái chỗ chúng ta quen nằm, Chúa Ngài sẽ làm chúng ta nằm ở đó nó không êm nữa. Chúa Ngài kéo chúng ta ra khỏi cái vùng thoải mái của mình đó, việc như cũ ở trong cuộc đời của chúng ta. Lối sống của chúng ta cũng không khác gì những người xung quanh của chúng ta, chỉ khác có một cái chỗ, đó là Chủ nhật chúng ta đi nhà thờ. Rồi sau khi chúng ta dành thì giờ đi nhà thờ xong, chơi trò chơi đi nhà thờ xong, về đến nhà thì chúng ta cũng không giống gì, không khác gì họ. Và bắt đầu người ta bắt đầu để ý và thấy những việc tốt đẹp xảy ra. Thì đó dẫn đến chúng ta với điểm thứ ba, khi chúng ta dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa thì sẽ khiến người khác khao khát Chúa. Khi vua David nghe những lời tường thuật về việc Chúa Ngài đã ban phước cho đời sống và tài sản của Obed-Edom thì ông trở nên khao khát sự hiện diện của Chúa. Một cái kinh nghiệm quá khủng khiếp khiến ông sợ sự hiện diện của Chúa. Bây giờ ông nói rằng không có để cho Obed-Edom và gia đình của ông hưởng nguyên được, thì vua đã lập tức đến để rước rương giao ước của Chúa về. Mà trong 3 tháng đó, vua David đã làm cái việc là ông nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời. Để bây giờ ông sống và hành động không dựa trên ý riêng của mình nữa, hay là bắt chước kiểu lối sống của những người khác nữa. David trở lại và ông tìm hiểu lời của Chúa, thì ông thấy rằng rương giao ước của Chúa khi di chuyển thì không thể nào để trên xe bò hay là xe ngựa, nhưng mà phải trên vai của các thầy tế lễ. Họ xỏ đòn khiêng, mà Chúa Ngài cũng đã ra lệnh phải chuốt những cái đòn khiêng này và để sẵn sàng. Cho nên Chúa Ngài đã có kế hoạch của Ngài, đường lối của Ngài. Lần này David đã nhờ các thầy tế lễ khiêng rương giao ước trên vai của mình. Ông còn làm một điều hết sức là lạ lùng nữa, là họ cứ đi mỗi 6 bước thì dừng lại và họ dâng tế lễ cho Chúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dừng lại, tiếng hát ngợi khen của lễ dâng lên Chúa Trời, rồi xong họ đi 6 bước tiếp. Vì họ trân quý sự hiện diện của Chúa và thấy rằng cái đặc ân của mình được mang sự hiện diện của Chúa về nơi mình sinh sống. Mà lần này thì không làm theo cách của con người, cách của những dân ngoại bang, mà làm theo cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã định. Và Chúa cho phép họ rước rương giao ước của Chúa về đến Jerusalem, tinh thành của David. Cảm ơn Chúa. Anh chém yêu dấu của tôi, chúng ta biết rằng mình đang dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa khi những người xung quanh của chúng ta, từ những người yếu đuối ngủ lạnh thuộc về các tôn giáo khác nữa, họ trở nên những người khao khát tìm kiếm Chúa của chúng ta. Tôi tin rằng trong những ngày sắp đến sẽ có những người láng giềng chạy qua gõ cửa nhà của tôi, của chúng ta. Tôi sẽ hỏi, chuyện gì xảy ra cho gia đình của anh chị vậy? Hồi xưa chúng tôi, trước đây chúng tôi nghe, lâu lâu cũng nghe, quý vị đã làm công việc. Các năm đầu quý vị lập gia đình với nhau thì anh nói em nghe.
Rồi mấy năm sau thì em nói anh nghe. Và chúng tôi từ lúc quen biết quý vị thì nghe các anh chị, hai anh chị cùng nói và chúng tôi nghe. Bây giờ chị thấy gia đình sao nó đầm ấm vậy? Thấy vợ chồng chăm sóc với nhau lạ vậy? Sẽ gõ cửa chúng ta và họ hỏi cái lý do tại sao. Và lúc bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta giải thích cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho chúng ta. À đúng rồi, hồi trước anh chị nghe điều đó vì chúng tôi lúc bây giờ như chó với mèo á. Ngồi xa xa thì không sao mà ngồi gần một cái cho nên cả lắng gì người ta nghe hết. Bây giờ thì êm ấm, nhẹ nhàng, những lời nói hết sức là tốt đẹp với nhau. Và đó là cái thước đo đó anh chị em. Chúng ta biết mình dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa khi chúng ta thấy như gia đình của Obed-Edom được Chúa Ngài ban phước và mọi vật thuộc về ông đó cũng được ban phước theo. Người ta sẽ đến, người ta sẽ khao khát sự hiện diện của Chúa vì họ thấy được những gì sự hiện diện của Chúa mang đến cho đời sống của chúng ta. Điều thứ tư chúng ta thấy ở đây, Obed-Edom và gia đình của ông bắt đầu có một di sản tin kính Chúa thật là lạ lùng. Obed-Edom và gia đình của ông đã thay đổi mãi mãi. Chắc chắn con cháu của ông lớn lên nó đã từng hỏi: thưa ông có nhớ khi rương giao ước của Đức Chúa Trời ở nhà của chúng ta không? Vậy chắc là ông nói rằng: quên sao được con. Ông có nhớ Chúa đã làm gì cho chúng ta không? Chắc chắn nhớ chứ. Bởi vì mọi mặt trong đời sống của Obed-Edom và gia đình thay đổi. Anh chị em, gia đình của con người này trước đây không được nhắc đến. Bây giờ thì Obed-Edom và gia đình của ông đã trở thành một phần của câu chuyện của dân Israel, tuyển nhân của Chúa. Chúng ta đang đọc về câu chuyện này nè. Mấy ngàn năm rồi. Nhưng mà câu chuyện của việc gia đình của Obed-Edom dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa vẫn được nhắc đến. Nếu không có sự hiện diện của Chúa, Obed-Edom chắc là chúng ta sẽ không bao giờ nghe. Và chúng ta cũng không biết để học. Nhưng mà chính sự hiện diện của Chúa đã ghi lại trong Kinh Thánh cho chúng ta cuộc đời của người này và sẽ kéo dài cho đến muôn đời. Sau này chúng ta thấy một người tên là Obed-Edom được ghi lại trong lời của Chúa ở trong Sử Ký thứ nhất chương 15 và chương 26. Thì các học giả cũng như cá nhân tôi tin rằng đây chính là Obed-Edom này. Vì không ai khác có thể giải thích được những điều đã diễn ra mà phải chính là ông. Ông và các con trai trở nên những người gác cổng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở tại đền tạm. Trong vương quốc Đức Chúa Trời luôn có nguyên tắc này mà Đức Chúa Giêsu nghe nói với chúng ta: trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho việc lớn hơn. David cần có một cái nhu cầu đem rương giao ước của Chúa để đại ở trong nhà của Obed-Edom vì ông sợ quá rồi không dám đứng gần cái rương giao ước nữa. Obed-Edom nhận cái rương giao ước của Chúa vào trong nhà của mình chỉ 3 tháng thôi. Cả cuộc đời của ông, tương lai của ông thay đổi hoàn toàn. Cho nên ông trở nên người yêu mến sự hiện diện của Chúa. Có một cái sự gia tăng đó. Ban đầu chỉ dành chỗ thôi. Bây giờ ông yêu mến sự hiện diện của Chúa đến độ khi vua David rước được rương giao ước của Chúa về thì Obed-Edom ông có thể ông ở lại, ông nói: ô cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài ban phước cho con, bây giờ tất cả mọi sự mà con có đều được Chúa Ngài ban phước dư dật như thế này, thôi con sẽ ở đây hưởng tất cả những phước hạnh này. Không, ông yêu mến sự hiện diện của Chúa đến độ ông dọn nhà đi theo để ông được ở gần sự hiện diện của Chúa. Anh chị em biết không, khi bắt thăm thì ông được đắc cử cho cái công việc được giữ cổng cho rừng giao ước của Chúa. Và kể từ giây phút đó, những điều lạ lùng đã xảy ra cho cuộc đời của Obed-Edom và dòng họ của ông. Sử Ký thứ nhất chương 15 câu 18 đến câu 24 chép: chung với các người ấy lại lập những anh em dòng thứ của Sachari ben Jasien, Semi-Amot, Jehien, Uni, Elidab, Benaja, Ma'a, Seja, Obed-Edom và Jeriel là người giữ cửa. Những người hát sướng là Heman, Asap, Ethan dùng những chập chỏ đồng đặng vang dậy lên. Sachari, Asien theo điệu Alamut. Còn Matithia, Eli, Phele, Mitneja, Obed-Edom, Jeriel và
Asasia đều dùng đờn cầm đánh theo giọng Semilit, đặng dẫn tiếng hát. Bây giờ họ ngợi khen Chúa quen quá rồi, bây giờ họ trở nên những người hát dẫn. Và chúng ta nghe nhiều, rất nhiều về một nhạc sĩ ở trong Thi Thiên là Asaph đó. Thì Obed-Edom tại đây được kể cùng hạng với Asaph. Chúng ta thấy sự cất nhắc của Đức Chúa Trời không? Chúng ta hãy xuống câu 24. Sabina, Josaphat, Natha, Neen, Amasai, Sachari, Benaja và Elisea, tức những thầy tế lễ, đều thổi kèn trước hầm của Đức Chúa Trời. Obed-Edom và Jehiza giữ cửa trước hầm giao ước. Ông đi theo. Ông vẫn không thỏa lòng với một ít của sự thăm viếng của Chúa, dù ba tháng đó đã thay đổi tương lai của ông, cuộc đời của ông và con cháu của ông. Ông đi theo. Ông như David khao khát được ở trong nhà Đức Chúa Trời trọn đời. Ông khao khát một điều thôi. David ông có thể khao khát nhiều điều lắm. Nên mà ông xin một điều trước mặt Chúa, bởi vì ông biết rằng điều này rất là quan trọng. Có Chúa, có được ở trong sự hiện diện của Chúa, ông có tất cả. Giang sơn của ông cũng sẽ được Chúa Ngài ban phước đến độ là tứ bề không ai dám đụng đến đất nước của Israel ở dưới thời của vua David. Khao khát sự hiện diện của Chúa đã khiến ông bằng mồi ra ở gần ở trong sự hiện diện của Chúa. Obed-Edom đã trở nên người giữ cửa, thầy nhạc trưởng, người giữ cửa trước rương giao ước của Chúa. Bởi vì Obed-Edom khao khát và yêu mến sự hiện diện của Chúa, nên Chúa Ngài đã ban phước và cất nhắc ông lên. Ông đã trở nên thầy nhạc thánh và được nhắc đến với Asaph là thầy nhạc thánh. Rồi, Sự Ký thứ nhất chương 26 câu 4 đến câu 8, bây giờ chúng ta thấy sự lan rộng đây. Các con trai của Obed-Edom và Shemaiah con trưởng, Jehosa bác thứ nhì, Joa thứ ba, Saka thứ tư, Netanen thứ năm, Amien thứ sáu, Isaka thứ bảy và Phê-u-lê-tai thứ tám. Vì Đức Chúa Trời có ban phước cho Obed-Edom, Shemaiah con trai của Obed-Edom cũng sanh những con trai có quyền cai quản tông tộc mình, và chúng đều là người mạnh dạn. Con trai của Shemaiah và Ophni cũng như Phê-ma-en, Obed, En-sa-bác và anh em họ là Elihu và Shemakia đều là kẻ mạnh dạn. Các người đó là con cháu của Obed-Edom. Họ với các con trai và các anh em họ đều là người mạnh dạn thạo chức việc, công việc, cộng được 62 người thuộc về dòng của Obed-Edom. Lớn không chị em? Chúng ta sang Sự Ký thứ nhất chương 26 câu 12-15. Các nghĩ là ban trưởng của những kẻ giữ cửa, họ theo ban thứ mà hầu về trong đền của Đức Giê-hô-va y như anh em mình vậy. Chúng theo tông tộc của mình và bắt thăm về mỗi cửa, kẻ nhỏ như người lớn. Cái thăm về cửa đông trúng nhầm Selemia, đoạn người ta bỏ thăm về cửa bắc, thăm trúng nhầm Sachari con trai của Selemia, một mưu sĩ thông sáng. Cái thăm cửa nam trúng nhầm Obed-Edom, còn các con trai người canh giữ kho lương phản. Wow, Chúa ban phước đến như vậy, đến thế hệ con rồi tới cháu, tổng cộng gia đình bây giờ là 68 người. Từ một ông Obed-Edom không ai biết, Chúa nhờ ban phước trên vì ông dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Chúa ban phước, đẻ đứa con nào ra nó cũng thông minh hết. Rồi mỗi người trong gia tộc đều tôn trọng, mà nó trở nên những người lãnh đạo trong cái gia tộc của mình. Đồ sơ khôn ngoan từ nơi Chúa Ngài ban cho và khỏe mạnh đến độ, lời của Chúa nói rằng này, các con cháu của Obed-Edom là những con người khỏe mạnh, vừa thông minh mà vừa khỏe mạnh mà đẹp trai nữa thì thôi. Anh xem thấy không? Nhưng mà quyền năng của Chúa và sự hiện diện của Ngài có thể làm công việc đó, thật là tuyệt vời. Obed-Edom và 68 người theo ban thứ thường xuyên phụng sự Chúa ở trong sự thờ phượng, và ông cũng tiếp tục làm công việc của người giữ cửa vì Đức Chúa Trời ban phước trên ông. Chẳng những Obed-Edom được phước mà mối liên hệ mật thiết với Chúa, mà cả gia đình và những điều thuộc về ông cũng được Chúa Ngài ban phước nữa. Cảm ơn Chúa. Ở đây là điều mà tôi cảm ơn Chúa. Mục sư Hòa là một vị mục sư mà thường hay hỏi mục sư Khánh à, làm sao mà tất cả những người con của ông đều khăng khít hầu việc Chúa với ông? Tôi nhớ một sư Hòa nói điều này với tôi nhiều năm về trước. Nếu ông có hai người con á mà chúng đứng chung với ông trong sự hầu việc Chúa thì chuyện đó không có gì lạ, bởi vì chuyện này nó xảy ra thường rồi. Nhưng mà tất cả
đồ mạnh mẽ trong Chúa và được Chúa Ngài sử dụng là điều, xin cho tôi biết cái lý do nào. Ông sư hoài ơi, ông Obed-Edom đó, ông cho mình cái câu trả lời này, không phải chỉ có 5 đứa đâu, nhưng mà 8 người con của ông đều được Chúa Ngài ban phước và sử dụng. Rồi chẳng những 8 người đó mà 62 con cháu của ông cũng đều được Chúa Ngài sử dụng và ban phước. Sử dụng họ trong cái mức độ mà chúng ta thấy đền thờ bây giờ là họ lo hết công việc. Nên xin có ai mà nói móc nói méo là ông mục sư Khánh nó con cái của ông nó làm hết công việc ở trong nhà thờ thì đừng than phiền nữa. Mà nói rằng lại Chúa, con muốn gia đình của con cũng giống như gia đình của mục sư Khánh. Con muốn tạo một cái vị trí cho sự hiện diện của Ngài, để đến độ là con rồi cháu của con nó cũng sẽ đứng ở trong cái vị trí thừa hưởng cái di sản mà ông cha ta để lại để có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời Ngài ban phước trở nên những người hùng mạnh ở trên đất, những người được Chúa Ngài sử dụng. Bên chị em, con cái của chúng ta nó được ảnh hưởng rất lớn do cách mà chúng ta hoan nghênh đón rước sự hiện diện của Chúa trong nhà của mình. Phải không chị em? Nếu tôi là một người đứng tại bục giảng đây nói một điều mà về tới nhà tôi mắng chửi nhà tôi các cháu như là một cái người giống như là dân xã hội đen đó, thì con của tôi nó sẽ nhìn tôi như thế nào? Nhưng mà tôi biết về sự hiện diện của Chúa vì tôi đã được dạy dỗ rằng Chúa Thánh Linh Ngài trong hình ảnh của chim bồ câu, Ngài đậu trên vai của tôi. Nên tôi nói cái gì với nhà của tôi cũng như các cháu, tôi nói trong sự nhận biết rằng Đức Thánh Linh Ngài đang nghe. Và những việc mà người ta đóng cửa tắt đèn làm á, thì tôi không làm được. Tại bây giờ Chúa đang ở trên vai của tôi. Thân thể của tôi là đền thờ của Chúa. Cho nên Quỳnh Quốc Khánh ở tại bục giảng cũng như Quỳnh Quốc Khánh ở nhà là một con người. Và tôi đã trả lời với mục sư Hoài hay là mục sư Nguyễn điều đó nhiều năm về trước. Vì chúng ta tôn trọng sự hiện diện của Chúa. Chúa không phải là một áng mây. Ngài không chỉ là gió, Ngài không chỉ là những cái lưỡi như lưỡi bằng lửa đậu trên đầu mọi người, mà Ngài là một thân vị. Ngài buồn, Ngài vui, Ngài ban quyền năng, Ngài chia các ân tứ ở trên hội thánh của Chúa để mỗi người ai nấy có thể làm lợi ích chung cho những người khác. Thì chúng ta không thể nào nhận Chúa rồi đem Chúa bỏ vô trong cái phòng đóng cửa lại. Chúa ở trong đó nha, đừng có lên tiếng gì hết nha. Chúa chỉ có thể linh tiếng và dẫn dắt con ở trong ngày Chủ nhật thôi. Còn ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy Chúa để con tự do, không được. Hoặc là Ngài là chủ hoàn toàn, hay là chúng ta để cho xác thịt chúng ta nó kiểm soát chúng ta. Xác thịt thì nó sanh ra nhiều thứ lắm. Anh chị em về đọc Galatia chương 5 chúng ta sẽ thấy nó thể hiện trên nhiều cuộc đời. Cũng có nhiều mục sư nữa, chúng ta đọc theo tiêu chuẩn của Galatia chương 5, chúng ta nói, cái này cũng còn nè. Tôi nghe có một vài mục sư hãnh diện, tôi tánh nóng lắm. Cho nên câu chừng á, nói chuyện với tôi là câu chừng á, tôi tánh tôi nóng lắm. Tôi nói, đáng lý ra cái đó là điều mình xấu hổ, mà nó lại Chúa xin giúp đỡ cho con, biến đổi con. Mình còn hãnh diện, còn đi hăm dọa nữa, để cho người ta không dám nói chuyện với mình vì sợ là cái tánh nóng của mình nó sẽ đổ trên đầu họ. Đó không phải là cuộc sống của một người đã được tái sanh và biến đổi. Amen, anh chị em. Con cái của chúng ta là những người nghe trước nhất và thấy trước nhất chức vụ của chúng ta là thầy tế lễ ở tại nhà của mình. Tôi cam đoan với anh chị em, nhìn vào trong những chức vụ đó, những cuộc đời đó, thì con cái của họ chúng ta không tìm thấy trong nhà thờ. Đó là sự thật. Và tôi không muốn ai trong chúng ta, gia đình nào trong hội thánh của chúng ta sẽ đi đến tình trạng đó. Nhưng mà tôi muốn thấy một cái ước mơ của tôi là tất cả già trẻ lớn bé ở trong gia đình của mình đều cùng nhau thờ phượng Chúa, dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa, và Chúa Ngài sử dụng chúng ta, đại dụng chúng ta và tận dụng cuộc đời của chúng ta cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Vì đó là cái phước hạnh nhất cho chúng ta, vì Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta được đặc ân. Chúa Giêsu đã trả một cái giá rất đắt như vậy để chúng ta có thể có sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện đầy quyền năng, sự hiện diện đầy tất cả những gì mà chúng ta cần đó, đến độ nó tràn ra ngoài đó, Ngài cho chúng ta kinh nghiệm được. Đây là một ý niệm mà chúng ta thấy khó hiểu phải không? Đấng dựng nên trời đất muôn vật và vũ trụ này, Ngài có thể ở trong thân thể chúng ta. Và Chúa rất là nghiêm túc trong việc này. Ngài còn nói rằng thân thể chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự. Mình thấy gặp một cái người nào lạ lạ đứng gần ông mục sư, mình đã thấy xấu hổ rồi.
có người nói với tôi: ông sư, em thương mục sư, nhưng mà em không dám đến gần mục sư. Nói sao vậy? Nói trước đó em đã làm mấy điếu rồi. Đúng mà nói chuyện mục sư nghe cái mùi trong miệng của em, hay là em đã lai rai mấy chai trước khi đến sinh hoạt, mà bây giờ đứng gần mục sư thì sợ mục sư ngửi được mùi. Chừng đó thôi chúng ta thấy rằng khó để có thể sinh hoạt một cái liên lạc với người lãnh đạo là con người đó, mà chúng ta còn thấy có một cái gì đó nó lận cận, nó không có tự do, huống chi là Chúa của chúng ta. Nó giải thích lý do tại sao có những lúc chúng ta lấp ló, chúng ta không muốn bước vào trong sự hiện diện của Chúa, vì mình thấy không xứng hiệp. Tôi muốn nhắc nhở anh chị em điều này: hãy nhận biết sự hiện diện của Chúa. Chúa đã vào rồi, thì công việc của chúng ta là nhận biết sự hiện diện của Chúa và giao cho Chúa kiểm soát chúng ta trọn vẹn hơn. Có người nói khi chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh, sau khi chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi và được báp têm Đức Thánh Linh, không phải là chúng ta mỗi ngày được Chúa ngày cho chúng ta nhiều hơn, nhưng mà mỗi ngày Chúa được chúng ta nhiều hơn. Có những cái phòng mà chúng ta giấu riêng, Chúa muốn làm chủ luôn cả cái phòng đó. Có những chỗ mà chúng ta giấu kín, Chúa ngày cũng muốn kiểm soát luôn cái phòng đó của chúng ta, cái tủ đó của chúng ta, cái gầm giường đó của chúng ta, hay là cái chỗ bí mật mà chúng ta đang giấu cái gì đó. Nhiều năm về trước có một anh em thình lình ngã bệnh mà đưa vào trong bệnh viện, người ta không tìm ra bệnh. Lúc bây giờ hội thánh mục sư tại đó rất là gần gũi với tôi, ông nhắn tin xuống và ông nói rằng: mục sư Khánh ơi, xin cầu nguyện cho em này. Thì tôi cầu nguyện, đang lúc cầu nguyện như vậy, Chúa cho tôi thấy một đống video nằm ở phía sau cái tivi đó. Rằng bây giờ người trong gia đình của em này phải về lập tức hủy diệt mấy cái cuốn video này, vì nó là toàn là phim của người nghèo anh chứ, không có quần áo mặc. Con cái Chúa chấp sự trong hội thánh mà ở nhà toàn là phim người nghèo không à. Lập tức khi những cái cuốn phim nó được giải quyết xong, ở trong ngay trong bệnh viện, anh nhảy ra trong xe lăn, bắt đầu lăn xe đi làm chứng. Và chỉ trong một ngày sau là xuất viện trở về, bởi vì tội lỗi được giải quyết. Đó là những Ê-sao đó anh chị em, nó chờ mình ở tại cái cổng của phước hạnh, nó chờ mình ở tại bờ thềm của vùng đất hứa của mình, nó đang chờ mình ở tại cái chỗ của sự yên nghỉ ở trong Chúa, nó chờ ở tại cái chỗ Đức Chúa Trời có thể đại dùng chúng ta đó. Nó lên nó nói: hey, đi đâu vậy? Dạ đi học với Chúa. Nó, tôi còn ở đây mà anh sao đi học với Chúa được? Thì chúng ta muốn học với Chúa thì nó nhắc cái quá khứ của chúng ta, nó nhắc về cái chuyện mà chưa được giải quyết đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị tê liệt. Điều thứ năm, một quốc gia được mang vào sự thờ phượng Chúa. Vua David và toàn thể dân Israel đã mang được rườm giao ước ra khỏi nhà của Obed-Edom và cả nước vui mừng. Nếu Obed-Edom không dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa đến mức độ Chúa có thể ban phước, thì chắc ông David ổng cũng quên luôn cái rương giáo ước này. Nhưng bây giờ rương đã được rước về. David đã chuẩn bị một cái liều tạm, và từ đó được gọi là liều tạm của David. Ông sắp đặt chi phái Lê-vi từ những người ca hát ở trước mặt Chúa. Đặc biệt trong liều tạm này không có của lễ hy sinh, nó chỉ là sự ngợi khen. Bây giờ thình lình sự hiện diện và vinh quang của Chúa được dân chúng có thể từ ở ngoài nhìn vào và thấy đang thể hiện tại cái đền tạm của vua David đó. 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần, ai muốn chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa có thể nhìn thấy được qua liều tạm của David. David có được cái liều tạm này vì tấm lòng của Obed-Edom đã dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Nước Mỹ này sẽ thấy được phước hạnh, sự thờ phượng Chúa sẽ trở lại đất nước Mỹ này vì quyết định của chúng ta trong ngày hôm nay. Người ta chỉ có thể nghe những điều lớn lao Chúa làm khi chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa một cách thường trực ở tại đây. Cảm ơn Chúa. Là tiên tri khác mà chúng ta đã nghe trong tối thứ sáu đó đã dần ứng nghiệm. Hôm thứ tư, tôi là một trong bốn mục sư đã được mời để phỏng vấn những người ra ứng cử thị trưởng thành phố của chúng ta cũng như ở trong ban hội đồng của thành phố. Chúng ta có nghe nhớ cái lời tiên tri là sẽ có những city council sẽ chạy đến để gặp tôi để nhờ tôi cố vấn không?
Chúa đang làm ứng nghiệm. Và đây là điều phước hạnh anh chị em. Một số đông những người ra ứng cử thành viên của hội đồng thành phố là con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và đây là những người mà tôi đã biết họ mấy chục năm rồi. Nên khi họ được đắc cử và có những vấn đề cần để biết ý của Chúa để hướng dẫn cho thành phố này, chắc chắn tôi là một trong những cú điện thoại họ sẽ gọi. Tôi là ai? Không là ai hết. Một thanh niên đến nước Mỹ này với một cái túi ni lông, giấy tờ của ai xem, mang một đôi dép. Mà người Việt chúng ta gọi là dép Nhật á, nhưng mà nó không có Nhật chút nào hết. Một cái áo, một cái quần mà tôi đã may lại từ hai cái quần khác bị rách. Mà nhờ trân quý sự hiện diện của Chúa và tôn trọng Ngài, Chúa đã ban ơn để mỗi ngày được Chúa Ngài cất nhắc và sử dụng càng hơn. Tôi chưa thỏa lòng đến điều này bởi vì có lời tiên tri khác nữa, là có ngày tôi sẽ ngồi và nói chuyện với chủ tịch của nước Việt Nam. Có lời tiên tri là tôi sẽ ngồi và nói chuyện với các thủ của quốc gia, vì họ muốn nghe được những gì Đức Chúa Trời ở trong tôi sẽ hướng dẫn cho họ. Trên công việc của tôi là phải giữ mình ở trong sự hiện diện của Chúa luôn. Còn các anh chị em thì sao? Anh chị em có muốn kinh nghiệm được những điều Obed-Edom đã kinh nghiệm không? Hãy quyết định thưa với Chúa rằng là Chúa, bây giờ con hiểu rồi, con sẽ dành chỗ cho sự hiện diện của Ngài. Bằng cách nào? Mỗi ngày thức dậy là chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa. Thứ hai, chúng ta gìn giữ lời ăn tiếng nói của chúng ta, không để bất cứ hành động lời nói nào của chúng ta làm tổn thương và làm buồn Đức Thánh Linh. Ngài buồn, Ngài sẽ không phán. Ngài không phán, chúng ta không biết lối đi. Không biết lối đi, chúng ta tự lần mò, chúng ta sẽ lạc đường. Lạc đường, chúng ta sẽ nhận những cái đau khổ trong đời sống của chúng ta. Phải nhờ cậy sự hiện diện của Chúa. Dành thời giờ nhiều hơn cho sự ngợi khen thờ phượng và giảm bớt những điều không cần thiết. Sáng nay Mục sư Sam chia sẻ với chúng ta là trong 2 tháng qua là ông cắt hết xuống, không còn lên Facebook thường xuyên nữa, không còn vô trong TikTok nữa. Bây giờ nếu có xem YouTube là chỉ những bài hát ngợi khen. Bởi vì Mục sư Sam nói như thế này: tôi không thể nào xin Chúa ơi con muốn nghe được tiếng phán của Ngài mà suốt ngày mình nghe toàn là những tiếng bậy bạ. Không thể nào nói lại Chúa, lòng của con sẵn sàng để nghe tiếng phán của Chúa và mời sự hiện diện của Ngài. Khi mình xem phim, mình xem chuyện này chuyện kia, dù nó không phải là cái gì tội lỗi đó, xem những trận bóng rồi cái này cái kia đó, bởi vì những cái đó nó làm nhiễu âm, cho nên không nghe được tiếng phán của Chúa. Đa số chúng ta đều bắt đầu với một cái phước hạnh lắm anh chị em, khi chúng ta còn nhỏ đó, với phần tâm linh của chúng ta rất nhạy bén với linh giới. Khi nhà sắp có khách, cái đứa con nít nhỏ trong nhà chúng ta mà nó còn nằm trên nôi, nó biết nhà sẽ có khách. Vì Chúa cho tâm tính của con người vốn là đơn sơ và sạch như vậy. Và thường là các bé cũng thấy được thiên sứ. Cho nên chúng ta nuôi con nuôi cháu mà chúng ta thấy nó nhìn lên trần nhà giống như là nó đang nhìn thấy một ai đó. Thấy thiên sứ mà Chúa đã sai xuống để bảo vệ nó. Nó thấy được thiên sứ sẽ đi lên đi xuống trước mặt Đức Chúa Trời để báo cáo về cái đứa nhỏ đó. Chúng ta có cái đứa đó. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Khi chúng ta lớn lên, mắt của chúng ta bắt đầu xem những thứ như là những người nghèo. Làm cho mắt của chúng ta bây giờ không còn trong sạch. Lỗ tai của chúng ta nghe, hoặc là chúng ta để cho lỗ tai của chúng ta sẵn sàng để nghe những điều từ ma quỷ, những lời nói xấu, nói hành, những cái lời có thể làm mất vinh dự của một ai đó. Lỗ tai của chúng ta trở nên dơ bẩn, nên không còn nghe được tiếng của Chúa phán một cách dễ dàng, mắt không còn thấy được. Nên cần phải có sự dọn dẹp, cần phải có sự thương xót của Đức Chúa Trời để khiến cho tất cả đều nhạy bén trở lại. Đời sống cầu nguyện của chúng ta, tất cả chúng ta lúc mới tin Chúa, chúng ta đều thấy một điều này. Mà chúng tôi là những người lâu năm trong Chúa thường hay nói với nhau, những người mới tin Chúa họ xin gì cũng được Chúa cho đó. Họ xin gì là Chúa cho nhanh lắm. Nhưng mà sau một thời gian xin không thấy nữa. Thứ nhất là Chúa dạy bây giờ trưởng thành mình phải nhận biết và cầu nguyện theo thánh ý của Chúa. Nhưng mà cái thứ hai đó là vì chúng ta lờn và chúng ta xem thường
sự nhiệm của Chúa, tình yêu của chúng ta không còn như lúc đầu đối với Chúa nữa. Cho nên sự trở lại của tình yêu ban đầu cũng là điều rất là quan trọng. Cho anh chị em yêu nhau, để Chúa có thể đến xung quanh người Việt của chúng ta, cho thành phố này, cho tiểu bang này, cho đất nước xứ sở này, và cho đến tận quê nhà của chúng ta. Chúa muốn tìm thấy những người dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Cho tôi kêu gọi hết tấm lòng của mình, anh chị em ơi, đừng từ chối lời mời này của Chúa. Tương lai của gia đình của chúng ta có thể không thấy trong lúc này đó, nhưng mà qua gương của Obed-Edom chúng ta đã thấy rồi. Thế mục sư xem và tôi được sự hướng dẫn của Chúa, chúng tôi quyết tâm kể từ ngày hôm nay, chúng tôi nắm tay để kéo các anh chị em đi vào, để chúng ta cùng nhau đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Vì trong sự hiện diện của Chúa có tất cả. Mục sư xem trước đây học theo tôi và có nghe được tiếng phán của Chúa trong một mức độ nào đó, nhưng mà trong những ngày qua tuyệt vời. Tối hôm qua chúng tôi đến và cầu nguyện cho gia đình nhà mới của anh chị Nguyễn Hữu Hùng. Khi anh Hùng vẫn làm chứng lại, tôi ngồi và tôi rất là xúc động, bởi vì tôi nhớ khi mục sư xem đến cầu nguyện cho chị ở tại đây rằng hãy về và dọn một cái căn phòng nào đó trong nhà của mình để làm phòng cầu nguyện. Rồi mục sư xem nói trên này, tôi thấy một cái cửa màu trắng và trái cửa là nó bằng bạc. Tối hôm qua tôi tới nhà, anh Hùng chỉ cho anh chị Đức Ân và các anh chị khác. Trong nhà này tất cả các trái cửa nó đều là màu nâu, nhưng mà có một cái cửa một thôi. Một sư xem nói là tôi biết liền cái cửa đó. Đó là cái cửa duy nhất ở trong nhà mà cái trái cửa của nó là bằng bạc, bằng kèn, nickel. Làm sao một sư xem thấy được điều đó? Do ơn của Chúa. Làm sao nghe được tiếng phán của Chúa? Vì dọn dẹp sẵn sàng để đón tiếp sự hiện diện của Chúa. Điều này cũng dành cho tất cả chúng ta. Amen anh chị em. Ở đây chúng ta đáp ứng lại. Tôi biết thì giờ đã trễ, nhưng mà anh chị em đừng để cho một ngày nữa qua, một tuần nữa qua, rồi một chu kỳ nữa của đại hội, để chúng ta trở về không có gì thay đổi. Tương lai của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đốt mất những cái thời giờ quý báu này, thì con cái của chúng ta càng trở nên tồi tệ hơn. Lòng chúng nó sẽ cứng hơn, chúng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi đời này nhiều hơn, mà phải đòi hỏi phép lạ mới có thể đem chúng nó đến với Chúa. Cho nên chờ đợi nó, hãy đáp lại ngay trong ngày hôm nay. Cho em khao khát và bày tỏ đức tin của mình rằng là Chúa, con muốn làm người dành chỗ cho sự hiện diện của Ngài. Xin Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách lớn lao cho con ở trong ngay thời giờ này. Nó sẽ đánh dấu trên cuộc đời của con đến độ con sẽ không bao giờ có thể trở lại lối sống cũ nữa. Tôi kêu gọi ngay trong thời gian anh chị em có thể đáp ứng ở tại đây. Tôi thấy mục sư Sam đã trở vào, và chúng tôi xin mời mục sư Sam cũng sẽ tiếp bài với chúng tôi để cầu nguyện cho ai đó. Đừng cầu nguyện theo phong trào, đừng đáp ứng lại theo phong trào vì các anh chị em khác làm. Nhưng mà nếu anh chị em được Chúa Ngài làm việc trong tha thiết lớn lao đến độ chúng ta nói rằng con không thể về được cho đến chừng con làm điều này trước mặt Chúa, bày tỏ Chúa là chúng ta dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa, bày tỏ với Chúa rằng chúng ta muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trong mức độ mà láng giềng chúng ta họ sẽ nghe biết những lời đồn về điều tốt lành của Chúa, rồi thành phố này người ta cũng sẽ nghe biết. Amen anh chị em. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Sự kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài. Ý định của Chúa, Ngài muốn làm xuyên qua chúng con người Việt Nam cho thành phố này. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.